Gấu Trắng Review xin chào tất cả các bạn. Nếu không thể yêu tử tế thì hãy để anh ế đi em. Tính ế xương xương mà anh báo mới đó mà đã gần 30 năm ế xương ế xỉa, nên phải nói anh là tỷ phú thời gian. Hôm nay vừa để xả xui cực mạnh, cũng là rảnh háng không có việc gì làm. Anh báo đi vào rừng để khám phá xem có loài sinh vật nào thú vị không. Đập vào mắt anh trai là một đàn kỳ nhông đang bò lúc nhúc trong nước. Đi gần 1/3 đời người rồi mà gấu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều kỳ nhông như vậy. Trong số lượng kỳ nhông nhiều như vậy muốn đếm thôi cũng đủ nhức nhức cái đầu rồi. Em kỳ nhông này có vẻ bướng nhất hội, thấy anh trai đến gần mà khuôn mặt rất chi là thách thức. Ủa ông là ai, có quen nhau không mà mắc cái gì, cứ sán sán lại gần tôi thế. Ở đây có bạn nào muốn bắt một em kỳ nhông kêu phô mai que này về chơi không nhỉ? Nếu có hãy bình luận 333, không thì bình luận 666 nhé. Sau khi chào tạm biệt mấy em kỳ nhông dễ thương kia, anh báo đi sâu vào trong rừng để đi tìm một ổ trứng kỳ nhông. Bình thường gấu chỉ thấy quả trứng hình tròn, lần đầu tiên nhìn thấy hình thù trứng độc lạ như vậy, chắc kỳ nhông này nó ở Bình Dương. Sau khi kỳ nhông đẻ trứng vài ngày thì ấu trùng con sẽ tách vỏ trứng chui ra. Trông nhìn những mảng nhỏ nhô ra kìa mới dễ thương làm sao, gấu là gấu một mang một em về nuôi rồi đấy. Thế nhưng đừng để vẻ ngoài của bọn chúng đánh lừa, vì đằng sau ẩn chứa một bí mật kinh khủng. Nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy một ấu trùng kỳ nhông đang ăn một con khác. Bọn này nó không nể nang gì đâu, lén phén là nó làm thịt à nghen. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong tự nhiên rất khắc nghiệt, thức ăn thì ít nên chúng phải ăn lẫn nhau là chuyện bình thường. Thắng làm vua thua bị thịt, chỉ có những con khỏe nhất chúng mới có thể tồn tại được đến cuối cùng mà thôi. Nhìn kỹ vào video có thể thấy sự đấu đá nhau như vậy diễn ra hàng ngày, mà chúng toàn đánh tập thể mới ác chứ. Với bản tính hoa rơi cửa Phật của mình, anh báo quyết định cho chúng ăn để có thể giảm tải việc chúng đánh chén lẫn nhau, và lần này anh trai cũng mua một hộp trùng huyết đến. Mấy khứa này có vẻ lịch sự văn minh hơn mấy khứa nòng nọc nhiều, khi có trùng huyết được thả xuống chúng ăn rất chi là bình tõm, chúng không sồn sồn như mấy khứa nòng nọc kia. Anh báo cũng rắc trùng huyết đi khắp mấy ngóc ngách của con kênh, đảm bảo rằng con nào cũng có cái ăn. Một tháng sau đó anh quay lại, lúc này mấy khứa kỳ nhông có vẻ lớn hơn rất nhiều. Trong kênh lúc này chỉ còn sót lại những con khỏe nhất chứ mấy khứa yếu hơn bị làm thịt từ lâu rồi. Mấy khứa này có vẻ rất thích đẻ trứng dưới nước, và cứ mỗi đợt xuân về là mùa giao phối bắt đầu. Ôi trời ơi, hai khứa này đang làm cái gì đây, nhức mắt người xem quá. Anh báo này đã ngoài 30 mà còn tờ dinh, nhìn thấy chúng như thế anh báo buồn trong lòng một chút. Nếu quan sát kỹ hơn có thể thấy trứng kỳ nhông có màu trong suốt, bên trong trứng có rất nhiều những con ấu trùng con. Do có quá nhiều trứng trong một không gian hẹp dẫn đến chuyện chúng chém giết nhau là điều quá bình thường. Anh trai nhanh trí đem trứng của kỳ nhông chia ra ở các nơi khác nhau, nào là lấn chiếm chỗ ở của ếch, rồi bỏ vào các tảng đá, hay thậm chí bất cứ con mương nào, miễn là có thể tách chúng ra với nhau. Tôi là tôi thấy ông anh này hơi rảnh háng rồi nha, có thời gian thì đi tìm vợ đi anh ơi. Ngày lại ngày trôi qua, cái gì cũng có thể thay đổi, riêng cái sự ế xương ế xỉa của anh Bảy thì vẫn cứ trường tồn mãi mãi. Do lâu ngày chán cái cảnh ở nhà quay tay quá lâu, để xả xui cực mạnh anh Bảy cũng mấy anh em chí cốt trong giới giang hồ mõm của mình đi quay cần để kiếm mấy em cá biển về kho dưa. Hôm nay hứa hẹn là một ngày bội thu của mấy anh trai này. Mục tiêu ban đầu của mấy anh trai này là có thể đem một con lươn biển về nhà cho mẹ. Không nói nhiều, anh trai móc một em run làm mồi rồi quăng cần thật xa, với hy vọng có thể câu được một e cá to ú nu. Sau một thời gian thì cần của bạn anh báo có dấu hiệu cá cắn câu. Hóa ra là một em cá đuối đi ba về, vẫn còn hơi men nên em lắc lư đục nước. Không nói nhiều, bạn anh Bảy quay cần phát một đã lôi được em cá đuối lên bờ. Em này đúng là bự thật chứ. Anh Bảy nhanh trí chụp một bức ảnh làm kỷ niệm để đi lòe với thiên hạ về kỹ năng quay cần của mình. Sau đó anh bèn thả em cá về với thiên nhiên, chứ mang về cũng đâu có làm gì được. Chiếc cần câu có vẻ lại tiếp tục rung lên, đây có lẽ là một con cá to ha, nhưng đời không như là mơ, thực tế vả vào mặt các anh vài phát. Em cá này đã chén sạch mồi nhưng không hề dính bẫy của các anh. Với tinh thần có chí thì nên cứ câu rồi sẽ có cá. Anh Bảy cùng đồng bọn lại tiếp tục kiên trì thả mồi. Sau 7-7-49 phút thì một em cá lên béo ú nu đã mắc câu. Loài cá này có một hàm răng quá là uy tín luôn. Để đề phòng em nó đớp yêu một miếng, anh trai phải dùng kìm để kẹp giữ em nó. Mặc dù đã trúng bẫy anh Bảy nhưng em lươn này vẫn ra sức phản kháng lại. Thôi dẫy làm gì em ơi, tí nữa tí anh cũng siêu thoát em thôi. Cần của anh Bảy lại rung lên, có vẻ em này khá mạnh, với kinh nghiệm quay tay gần 20 năm mà anh Bảy vẫn chưa quay cần được em nó lên. Ú à, bất ngờ chưa ông già, một con cá mập đã mắc câu của anh Bảy. Em baby xác này cũng đen quá đi, lỡ đi chơi hơi xa mà bị mắc câu anh Bảy. Kể cả khi bị kéo lên bờ, bộ hàm nhai của em baby xác vẫn tiếp tục cạp, nhỡ chúng ai thì chúng. Một lần nữa vì chưa ăn thịt cá mập bao giờ nên anh lại thả em nó đi. Thế nhưng cũng vì bắt được em có mập mà anh rách quần luôn, bảo sao nãy giờ mát mát, che hàng họ vào đi anh ơi, hấp diêm mắt người nhìn quá. Ô cần lại rung lên, lần này cần rung lắc rất mạnh, hay lại một em cá mập nữa cắn câu. U là trời, em cá này cũng to nhỉ, mà là to trong ngoặc kép. Một con ốc biển đã cắn câu. Ủa anh em ơi, cái gì cong cong dài dài nó lòi ra thế kia, con ốc biển này có cam 10 tú hay gì nhỉ. Lần này anh đã quăng cần xa hơn, và thành quả là anh câu được một em lươn điện. May mà lên bờ mấy em này không phóng điện được, chứ không mấy anh chắc đi bán muối từ lâu. Lần trước anh Bảy cũng bị chính em này đớp yêu một phát vào tay khiến anh nhưng nhớ đến tận bây giờ. Lần câu này thứ anh thu về ngoài cái nịt chỉ có một đống rong rêu. Sau đó anh chơi lớn all in luôn thì bắt được vô số em lươn khác.
U là trời mang về cho mẹ thì mẹ khen lắm đây. Có vẻ như trông anh Bảy ngơ ngơ vậy thôi chứ cũng không phế lắm nhỉ. Sau một hồi cứ quăng cần rồi lạ kéo về mà không có được một cái nịt, anh Bảy chán nản lôi em lươn ra để sơ chế một thể. Anh trai dùng một búi sắt làm sạch lớp vỏ bên ngoài của em, sau đó cắt bỏ phần hậu môn, rồi rạch bụng ra để lóc xương và làm sạch. Tay anh nhanh thoăn thoắt rất chi là chuyên nghiệp dư. Sau khi bỏ đi đầu của em lươn, anh dùng lửa để hơ trực tiếp lên bề mặt của miếng thịt. Sau khi hơ qua lửa, miếng thịt lươn đã co lại, mấy anh bèn thái ra thưởng thức thành quả của mình. Chẳng mấy chốc mấy em lươn mấy anh câu được đã vào bụng mấy anh báo gần hết. Đúng là trên đời không có gì ăn ngon bằng đồ phở gì cả. Sau khi đã đánh chén no nê thì anh mang một em về nhà để kho tương cho mẹ. Đúng là một tình cảm lạnh, xem qua màn hình thôi mà gấu đã thấy hấp dẫn rồi. Còn anh em ngồi đây đã ai ăn thịt lươn chưa? Hãy bình luận xuống dưới giúp gấu xem có ngon hay không nhé. Thứ kiêu siêu cấp vũ trụ mà các bạn đang xem đây là một con kỳ nhông axolot. Ái chà, trông cái mồm nó đang ăn há to chưa kịp. Cấu trúc miệng của em kỳ nhông Bình Dương này cũng trông buồn cười quá đi, trông nhìn lúc nào cũng như đang cười rách đến mang tài vậy. Thậm chí mấy em này còn rất thích được selfie, mỗi lần có ái ảnh là giơ hai chân trước lên chào. Đặc biệt mấy khứa cute này rất háo ăn, ngày phải ăn mấy cữ mới đã cái nư nó. Trông cả một cục ấu trùng nó nuốt phát một luôn kìa. Em hiền lành này có vẻ chê thức ăn, không đớp vội như hai khứa kia. Cô chủ bảo nó đã kén ăn được 2 tuần nay rồi. Trông nhìn hai cái tướng ngồi cạnh nhau thì biết hiền lành ốm nhom à, còn em giang lếch bên cạnh thì ú nu, nhìn làn da em hiền lành trông rất chi là nhợt nhạt, có vẻ như em đang mắc bệnh vàng da. Cô chủ lo lắng cho e đi bệnh viện nhưng mà bác sĩ lại bảo không sao, hay là em này thất tình rồi ư? Nhớ hồi còn bé, hiền lành được gọi là hoa hậu trong làng kỳ nhông, nhìn em hồng hào và trông rất chi là dễ thương. Quá lo lắng cho tình trạng của hiền lành, cô chủ bèn quyết định chở em đến bệnh viện để khám lại cho em một lần nữa. Sau một hồi làm 77-49 các thí nghiệm, bác sĩ kết luận hiền lành đã bị mắc hội chứng biếng ăn. Nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và phá vỡ cân bằng trong cơ thể của em nó, dẫn đến việc cấu trúc xương có vấn đề. So sánh hình ảnh một em kỳ nhông khỏe mạnh và hiền lành sẽ nhìn thấy rõ. Theo bác sĩ, để cải thiện sức khỏe cho em nó thì nên cho nó ở trong một dòng nước mát. Vì vậy cô chủ đã đặc biệt chuẩn bị một bể nước đá cho em. Mấy khứa này gần như là bị mù nên thứ giúp chúng cảm nhận được đồ ăn là hai cái anten trên đầu. Sau một thời gian chăm sóc, lúc này trông hiền lành đã khỏe hơn, da cũng hồng hào hơn và lúc này cũng đã học được cái nết ăn của khứa giang lếch rồi. Cái mặt trông cưng xỉu, thật sự muốn một em về nuôi quá đi. Còn các bạn ngồi đây ai muốn bắt một em về nuôi hãy bình luận cho gấu biết nhé. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.